Sáng nay 30 tháng 8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ba Đình, Hà Nội, sự kiện trưng bày chuyên đề Việt Nam độc lập tự cường đã được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và cắt băng khai mạc sự kiện. Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề Việt Nam độc lập tự cường, giới thiệu đến công chúng ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, những hy sinh gian khổ của cả dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm 320 phơi tem với hàng nghìn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.